Chào mừng quý vị trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nha. Vâng, thì tôi trân trọng giới thiệu với quý vị, bây giờ là 12 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2019. Vâng, thì chúng tôi đang thi công và lắp đặt bộ cuốn thư câu đối và sập thờ cho nhà anh Ti, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Còn đây thì trên màn hình quý vị đây nhìn đây là cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám, tôi đang thi công lắp đặt cho nhà anh Ti, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, bộ cuốn thư câu đối chất liệu gỗ vụ và giác vàng Đài Loan. Và trên màn hình quý vị đây là cái cuốn thư đây được cái chạm và giác vàng Đài Loan, bài chữ Đức Lưu Quang. Và câu đối là tử hiếu tử, bên kia là tổ công đức thiên nhiên thịnh, bên này là tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh này. Vâng, thì toàn bộ thờ của nhà anh Ti này là chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ cũ nhá, bàn cơm này đến sập lớn lên trên và cuốn thư câu đối. Vâng, thì hôm nay là tôi bàn giao toàn bộ cái nhà anh Ti là từ phòng khách cho đến phòng thờ đầy đủ hết. Dưới phòng khách là một bộ ghế rồng quỳnh chất liệu gỗ hương đá và đồng hồ và chiếc kệ tivi. Và đây chúng tôi đang quay trên phòng thờ, lát nữa tôi sẽ xuống quay phòng khách của nhà anh Ti để cũng là làm video này để gửi tới anh Ti. Anh đang công tác tại nước ngoài và hiện tại là anh đang ở bên Thổ Nhĩ Kỳ. Và thì xong chúng tôi ban nãy đã quay trực tiếp cho anh xem không gian để lắp đặt rồi, bây lắp xong tôi sẽ làm video này để gửi cho anh Ti. Anh công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ mà. Chị ơi, đây chị ra nhìn xem lắp treo đặt như thế không được. Và đây trên màn hình, màn hình quý vị đây là chị chủ nhà đây. Vâng, rồi rồi tí sau sẽ tháo. Đây là thôn gì chị nhỉ? Thôn 1. Thôn 1, xã Vĩnh Sơn. Xã Vĩnh Sơn. Vĩnh Tường. Vâng. Thôn 1 xóm Hốc. Đây là chị vợ anh Ti đây. Vâng, thì chị đã ở nhà để nhận hàng mà chúng tôi đã bàn giao lắp đặt cho chị. Và quay video để gửi tới cho chồng chị ở bên nước gì chị nhỉ? Thổ Nhĩ Kỳ. Vâng. Một đất nước đang phát triển đấy đúng không? Làm ăn tiền ra về như nước. Mọi thứ về. Mình đi quay cái phòng khách của anh. Đây một bộ rồng quỳnh chúng tôi đang lắp đặt đây, vẫn chưa bày hết được cái đồ chó đẻ họ ơi, chú mấy cái đồ này đây, mấy cái đồ này. Để hai cái đồ vào đây cả. Đây một bộ rồng quỳnh bằng gỗ chất liệu gỗ hương đá. À, xin giới thiệu quý vị là tôi vừa lắp đặt cho anh đây. Và thì xe chúng tôi cũng vừa mới cập cổng nha anh, và đang tạm cho xuống phòng khách của anh, vẫn chưa kê lại cho ngay ngắn được. Và một chiếc kệ tivi mẫu sừng trâu được chúng tôi đục kênh bong rất là cánh, rất là dày cánh hai phần.
Quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm như nhà phòng khách như nhà anh Ti ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường này thì xin liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám thôi nhá. Có cơ sở nằm tại xã Văn Cúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Và chúng tôi nhận đơn đặt hàng trên mọi miền Tổ quốc nhá, giao hàng tận nơi. Và đây, trên màn hình quý vị là chiếc đoạn dài, và chiếc đoạn dài này là nó dài là 2 mét, và chiếc bàn này là có kích thước là 1m6 và rộng 75, và hai chiếc ghế đơn là tính đo khuôn tranh là rộng 81 sâu 62. Và chạm sắc rất là tỉ mỉ từng chi tiết. Còn thì thay mặt cơ sở đồ gỗ Tùng Tám thôi thì chân thành cảm ơn quý vị với chút thời gian để xem video này nhá. Và thì tôi xin hẹn gặp lại quý vị clip sau nhá. Xin chân thành cảm ơn.